Chào các bạn, vào ngày 29 tháng 10 vừa qua thì NVIDIA đã công bố chiếc card thứ 3 trong series RTX 3000 sử dụng kiến trúc Ampere của mình, đó chính là chiếc RTX 3070. Thì nói sơ qua một chút xíu về thông số kỹ thuật thì chúng ta sẽ có 5888 nhân CUDA cho hiệu năng cao hơn RTX 2080 Ti với mức giá chỉ nhỉnh hơn RTX 2070 Super một chút xíu. Thì mình có dạo một vài vòng quanh các cửa hàng linh kiện thì thấy rằng giá của RTX 3070 đang khoảng từ 16 cho tới 18 triệu, một mức giá vô cùng hợp lý với hiệu năng mà nó mang lại. Và trên tay mình hiện giờ đang là chiếc Zotac RTX 3070 TwinX. Đây có thể được coi là một phiên bản nhỏ gọn nhất cho đến thời điểm hiện tại của series RTX 3070 trong tất cả các hãng luôn. Thì đây cũng chính là lý do mà hôm nay mình trên tay chiếc Zotac này mà không phải những chiếc card to lớn hầm hố khác. Thì như các bạn có thể thấy, nó rất là gọn, chỉ với hai quạt tản nhiệt và chỉ chiếm có hai khe PCI Express thôi. Chiều dài của nó theo như mình đọc được ở trên web của hãng thì nó là 317,8 mm. Trước khi trên tay chiếc card này thì mình rất là tò mò, không biết hiệu năng của nó như thế nào, có bị thọt so với các phiên bản khác hay không, vì kích thước của nó khá là nhỏ gọn. Mình có đọc trên web hãng thì xung nhiệt của RTX 3070 TwinX là 1725 MHz lúc boost, tức nghĩa là cũng không thua kém các phiên bản khác của RTX 3070. Sẵn đây thì mình nói luôn một chút xíu về thiết kế reference board của NVIDIA năm nay, thì họ sử dụng board mạch ngắn hơn. Điều này có thể làm cho kích thước VGA nhỏ hơn, nhưng theo mình nghĩ thì do không đảm bảo được khả năng tản nhiệt nên các hãng vẫn làm tản nhiệt với 3 fan và kích thước lớn. Thì điều đó dẫn đến cái việc là cái đầu cấp nguồn này do cái bo ngắn cho nên là nó sẽ nằm giữa giữa, khá là khó chịu chứ không phải là nằm ở phần ngoài cùng của card giống như là những phiên bản card trước. Trong khi đó thì lại có anh Zotac này lại đi theo một hướng khác, đó là tăng kích thước chiều rộng. Như các bạn có thể thấy nó hơi mập mạp tí, nhìn nó rất là lạ, nó nhìn kiểu giống như là cuốn sổ chứ không phải là một chiếc VGA. Và chiều dài thì như các bạn, nó chỉ dài hơn bo có tí xíu thôi, cho nên là kích thước này rất là phù hợp với những bạn sử dụng cây MRTX hay thậm chí là ITX. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành benchmark để các bạn phải thấy được hiệu năng cũng như là nhiệt độ của chiếc RTX 3070 này, để làm rõ cái thắc mắc của mình ở trên là nó có bị thọt về hiệu năng với thiết kế nhỏ như vậy không. Với full mask, phần mềm benchmark phải coi là hành hạ card đồ họa ở mức độ cao nhất, thì Zotac RTX 3070 TwinX vẫn ổn định ở mức xung nhiệt là 1695 và nhiệt độ là 66 độ C. Tiếp theo với tựa game Rise of the Tomb Raider, ở phần benchmark cùng thiết lập đồ họa cao nhất ở độ phân giải 2K, chúng ta có FPS trung bình là 89, chỉ thua RTX 2080 Ti chưa đầy 10%, và mình nghĩ rằng số FPS này vẫn sẽ còn được cải thiện qua các bản cập nhật driver mới. Phần trình bày của mình đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sắp tới. Xin cảm ơn.